Viện Bảo vệ Thực vật vừa công bố nghiên cứu thành công nấm đông trùng hạ thảo, loại thực phẩm chức năng quý hiếm với tác dụng nâng cao khả năng chống ung thư của cơ thể. Trong chuyến sang thăm một trung tâm phòng chống ung thư ở Mỹ đang làm về nấm đông trùng hạ thảo, nhóm khoa học thuộc Trung tâm Đấu tranh Sinh học Viện Bảo vệ Thực vật cho rằng Việt Nam cũng có thể tạo ra loại nấm này. Và từ năm 2011, trung tâm bắt đầu thực hiện và đến nay đã thành công. Nhiều người cho rằng đông trùng hạ thảo là sinh vật đặc biệt ở dạng côn trùng vào mùa đông, còn mùa hè thì hóa thành cây cỏ nên mới có tên như vậy. Tuy nhiên, theo giới khoa học, đông trùng hạ thảo là tên gọi chung cho một nhóm nấm ký sinh và gây bệnh trên côn trùng. Cuối mùa thu, đầu đông, chúng ký sinh gây bệnh trên côn trùng. Đến mùa hạ, khi nhiệt độ tăng lên, nấm phát sinh thành quả, mọc thành dạng cây cỏ. Có nghĩa là nó có một cái tố chất để thích nghi với cái điều kiện khí hậu đó. Và cái nấm phát triển trên con sâu đó, nó rút được cái tố chất của con sâu đó. Và nó có thể nó tạo cho nó những cái tố chất mà cũng thích nghi với điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt đó. Vậy thì đây là một vị thuốc mà rất hiếm và có lẽ là cũng rất quý. Sau khi nhập giống về, nhóm tập trung nghiên cứu công nghệ nuôi trồng, trong đó đi sâu tìm hiểu về thành phần môi trường dinh dưỡng, các yếu tố tác động như sinh thái, thời tiết, nhiệt độ, ánh sáng, từ đó tạo điều kiện trong phòng thí nghiệm phù hợp cho nấm phát triển. Các nhà khoa học nuôi đông trùng hạ thảo bằng hai phương pháp ở môi trường nhân tạo, nhân sinh khối lượng và nuôi trực tiếp trên ký chủ là con nhộng tằm. Các nhà khoa học đã khử trùng hết yếu tố vi sinh vật bên ngoài, sau đó mới cấy nấm đông trùng hạ thảo vào bên trong với thời gian phát triển 60 đến 75 ngày sẽ có được sản phẩm hoàn thiện. Màu đỏ tươi trên quả thể chính là sự có mặt của chất codicepin có chức năng phòng chống ung thư. Hiện nay cái đông trùng hạ thảo của trung tâm chúng tôi nuôi cấy theo hai công nghệ. Một công nghệ là chúng tôi nuôi cấy trên cái môi trường nhân tạo. Và như chúng ta nhìn thấy ở trên các cái dạng nọ như thế này là chúng tôi nuôi cấy trên cái môi trường nhân tạo. Và một cái dạng thứ hai là chúng tôi nuôi cấy trên con ký chủ, tức là chúng tôi ký chủ ở đây là chúng tôi dùng con nhộng tằm và nuôi cấy trực tiếp. Và như chúng ta nhìn thấy ở đây là một cái dạng sản phẩm thứ hai là chúng tôi nuôi cấy trên con ký chủ là nhộng tằm. Trên cái nguyên con này thì chúng tôi nuôi cấy theo trên cái con ký chủ, và hiện nay chúng ta vẫn thấy ở ngoài thị trường tự nhiên, ngoài thị trường người ta mua và bán cái con đông trùng hạ thảo này từ cái các cái nguồn hàng của Trung Quốc, thì hầu hết là người ta nuôi trên con ký chủ, người ta sử dụng cái con tằm và cái con nhộng tằm. Trên thế giới, đông trùng hạ thảo khai thác ngoài tự nhiên rất hiếm, chủ yếu ở độ cao 3.200m thuộc dãy núi Himalaya và vùng Tây Tạng. Mỗi năm, sản lượng thu được chỉ 80kg, nên giá thành rất cao, từ 1,2 đến 1,6 tỷ đồng 1kg. Trên thị trường Hà Nội, nấm đông trùng hạ thảo chủ yếu là do nuôi cấy. Viện Bảo vệ Thực vật cho biết, trong khi các sản phẩm bên ngoài được bán với giá 1 tỷ đồng mỗi kg, thì viện chỉ bán 100 đến 120 triệu đồng 1 kg với sản phẩm trên con ký chủ nhộng tằm và ở dạng môi trường nhân tạo tương đương 7 triệu đồng 1 kg. Hầu hết tất cả các cái sản phẩm mà chúng ta mua ở ngoài thị trường ở Hà Nội này, chúng tôi có thể khẳng định là tất cả sản phẩm đều là quá trình nuôi cấy nhân tạo chứ không có sản phẩm tự nhiên. Bởi vì bản thân của chúng tôi là những người làm về lĩnh vực này,
thì chính chúng tôi cũng chưa có cái cơ hội để tiếp cận với lại cái sản phẩm của tự nhiên. Các nguyên liệu sản xuất cho cái đông trùng hạ thảo này thì cũng hoàn toàn là các cái nguyên liệu sẵn có trong nước. Ví dụ như là chúng tôi sử dụng cái giá thể là các cái hạt gạo và cái nguyên liệu để nuôi cái đông trùng hạ thảo này là sử dụng cái con nhộng tằm. Thì đây là những cái nguyên liệu rất là truyền thống ở trong nước và nó cũng là một cái thực phẩm cho người. Cho nên là giá thành nó rất là thấp. Và chúng tôi sản xuất trong cái phòng thí nghiệm thì chúng tôi đưa ra cái giá thành so với giá của thị trường thì nó thấp hơn nhiều lần. Hiện nay có thể nói là với cái công nghệ sản xuất của chúng tôi thì giá thành có thể hạ được trên 10 lần so với giá thành của đông trùng hạ thảo ở ngoài thị trường hiện nay. Nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi liệu dược tính của đông trùng hạ thảo nuôi cấy ở Việt Nam có bằng đông trùng hạ thảo bán ngoài thị trường. Theo các chuyên gia, nấm đông trùng hạ thảo ngoài tự nhiên rất hiếm, chỉ những đối tượng đặc biệt giàu có ở Trung Quốc mới được sử dụng. Còn ngoài thị trường, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, hầu hết đều là đông trùng hạ thảo được nuôi cấy, nếu không nói là làm giả. Về thành phần dược tính, các nghiên cứu đã chứng minh dược tính trong đông trùng hạ thảo do Việt Nam nuôi cấy còn dồi dào hơn cả loại đông trùng hạ thảo ngoài thị trường. Hiện nay thông qua các cái kết quả phân tích về các cái thành phần hoạt chất ở trong đông trùng hạ thảo của ngoài thị trường tự do và so với lại cái sản phẩm trong chúng tôi nuôi cấy trong phòng thí nghiệm thì về giá trị phân tích đấy thì hàm lượng các chất dinh dưỡng và hàm lượng các cái chất có mang tính dược học ở trong cái đông trùng hạ thảo của chúng tôi nó có thể tạm gọi là nó cao hơn so với lại cái sản phẩm ở ngoài thị trường. Điều này nó cũng giải thích bởi một cái yếu tố là khi cái đông trùng hạ thảo ở ngoài thị trường từ cái khâu sản xuất cho tới cái khâu phân phối lưu thông nó chiếm một cái thời gian rất là dài. Và như chúng ta đã biết là tất cả các cái hợp chất từ tự nhiên thì nó rất dễ bị phân hủy bởi cái điều kiện nhiệt độ, ánh sáng cũng như ẩm độ ở ngoài môi trường. Và khi các nhà phân phối lưu thông bảo quản không được tốt thì cái giá trị này nó sẽ giảm dần theo thời gian. Ở đây thì chúng tôi sản xuất ở tại phòng thí nghiệm và trên tại địa bàn Hà Nội này. Thì sau khi sản xuất ra thì chúng tôi sẽ cung cấp cho người tiêu dùng là cái hàng tươi này. Chính vì thế là nó còn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của nó. Và cái điều đấy cũng dễ giải thích cho cái việc là khi đưa vào các cái thiết bị phân tích thì cái giá trị về các cái mặt hoạt chất của chúng ta cao hơn nhiều so với lại cái mà ngoài thị trường đang sẵn có. Đông trùng hạ thảo chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng cao, trong đó đáng nói nhất là hai hợp chất codicepin có chức năng phòng chống ung thư, tiền ung thư và adenosine là dược chất điều trị bệnh tim mạch. Theo các chuyên gia, trong sinh khối nấm đông trùng hạ thảo có chứa 17 axit amin và các nguyên tố vi lượng quan trọng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Tùy theo thể trạng và cơ địa của mỗi người mà loại nấm này sẽ có tác dụng khác nhau và tùy vào loại bệnh. Ví dụ như đối với bệnh thận thì có tác dụng rõ rệt và thường sau khoảng 3 đến 4 tuần là cảm nhận được công dụng của đông trùng hạ thảo. Cái tác dụng của nó chính là tác dụng ích phế, ích thận, bổ tinh tủy. Trên ta được dùng trong tất cả các trường hợp mà ví dụ hư lao mà gây ho, một cái viêm phế quản mãn tính, các bệnh hen phế quản. Hoặc là đối với thận thì tác dụng bổ thận. Một tác dụng thứ hai là đặc biệt mà người ta quan tâm là tác dụng chống lão hóa. Khi dùng nó, người ta coi nó như một vị thuốc cải lão hoàn đồng. Các hiện tượng lão hóa sẽ giảm đi nếu dùng với thời gian dài. Tác dụng thứ ba mà tôi cho rất tốt liên quan đến tác dụng cải lão hoàn đồng đó là tác dụng giãn mạch máu. Người ta chứng minh được tác dụng giãn mạch máu. Mà khi mạch máu được giãn ra thì cái tuần hoàn sẽ được tăng lên. Khi tuần hoàn tăng lên, tức là oxy được nuôi dưỡng cơ thể chúng ta tốt hơn, được cung cấp oxy cho các mô, các tổ chức cơ thể ta tốt hơn. Và chính vì thế mà chúng ta sẽ giảm được cái mệt mỏi.
khi sử dụng đông trùng hạ thảo hỗ trợ điều trị khối u thì nên xem là liều thuốc bổ để hỗ trợ điều trị, chứ không nên xem là thuốc đặc trị. Đông trùng hạ thảo phát huy vai trò tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh và có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa và phòng chống di căn của khối u. Đặc biệt, nó cũng rất tốt cho bệnh nhân sau hóa trị, xạ trị và những người cần hồi phục sức khỏe sau quá trình điều trị kéo dài. Và nó có cái tác dụng phòng là chính. Và khi sang giai đoạn đã bị ung thư rồi thì nó sẽ có cái khả năng là làm chậm cái quá trình phát triển của ung thư lại. Và điều đặc biệt nữa là trong cái đông trùng hạ thảo này, nó có một cái nhóm hợp chất, nó sẽ làm giảm cái cơn đau ở cái giai đoạn cuối của người bệnh nhân ung thư. Các cụ ta có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên nếu có điều kiện dùng thường xuyên loại nấm này sẽ bảo vệ sức khỏe rất tốt. Đây là loại dược liệu quý từ thiên nhiên và không có tác dụng phụ. Hiện nay, đông trùng hạ thảo sản xuất ở Việt Nam có giá khá mềm nên nhiều người có thể sử dụng. Hiện nay cái cách dùng của đông trùng hạ thảo thì nó có rất là nhiều cách dùng. Ví dụ như những người uống được rượu thì người ta sẽ ngâm rượu để người ta uống. Còn những người già hoặc là những người phụ nữ hoặc là những người bệnh nhân sau phẫu thuật thì thông thường sẽ dùng cái sản phẩm đông trùng hạ thảo để nấu chung với cháo hoặc là hầm chung với thịt để ăn. Đối tượng khác, ví dụ như chị em phụ nữ mà dân công sở văn phòng thì thường người ta hay sử dụng cái này pha như dạng nước trà để uống thay cho nước hàng ngày. Với một cái sản phẩm này, nếu như mà chúng ta dùng cho cái việc phòng và chống bệnh thì chúng ta sẽ dùng trong vòng khoảng 7 cho tới 10 ngày. Còn nếu mà việc mà dùng chúng ta uống nước hàng ngày để tăng cường cái sức khỏe lên thì chúng ta có thể dùng cái liều lượng nó thấp hơn.